Xin chào toàn thể các bác lại quay trở lại với kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai. Hôm nay thì bên trung tâm em sẽ review giới thiệu tới các bác một số những cái mẫu thân máy khoan bin, máy chạy động cơ từ không chổi than, mẫu của bu lông 2-in-1 hoặc là chuyên vít hoặc là đầu kẹp 13 ly. Thì vừa rồi bên em có một cái chương trình xả kho bin cho các bác nhá. Vừa rồi em có xả kho bin lẻ mẫu thì là rất nhiều bác có nhu cầu, các bác đã đặt mua. Và khi mà các bác mua hết rồi thì vẫn còn có nhiều bác có nhu cầu thì em lại bóc máy ra để em bán bin cho các bác rồi. Thì bây giờ nó lại lẻ ra rất là nhiều bin, rất là nhiều thanh lý bin rồi. Thì bây giờ nó lẻ ra rất là nhiều thân máy đây. Thì em sẽ lại review thanh lý cho các bác với cái giá cực kỳ là rẻ. Bác nào mà đang có nhu cầu quan tâm về cái sản phẩm nào thì các bác hãy để lại số điện thoại ngay dưới video này thì em sẽ trực tiếp và alo tư vấn cụ thể cho các bác, hoặc các bác liên hệ trực tiếp tới bên em qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200. Đây là hai số điện thoại chính của bên em chuyên tư vấn cho các bác về tất cả các dòng sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề. Thì bên em có hàng nghìn mặt hàng nhá. Tất cả những cái mẫu mã sản phẩm bên em gửi tới cho các bác đều là những cái dòng chất lượng ok và giá cạnh tranh nhất thị trường. Các bác mà quan tâm sản phẩm thì các bác nhớ là đăng ký kênh của bên em, đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để đón nhận thông báo về những cái video tiếp theo của bên em. Thì bên em sẽ thường xuyên đăng tải video, mỗi một video sẽ là một dòng sản phẩm khác nhau để cho các bác nhà mình được thoải mái lựa chọn. Các bác có nhu cầu quan tâm về cái sản phẩm nào thì khi các bác đặt mua hàng chỉ cần để lại cho em đầy đủ thông tin, địa chỉ và số điện thoại là bên em sẽ gửi hàng qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Trước khi đặt hàng là các bác sẽ được kiểm tra hàng thoải mái, cho nên là các bác yên tâm. Và một cái điều đặc biệt nhất là khi mà các bác đặt hàng tại trung tâm Điện Máy Ngọc Mai thì là các bác sẽ không cần phải đặt cọc, không cần phải chuyển khoản trước nhé. Và hàng đến nơi thì được kiểm tra hàng thoải mái. Thì đây là cái mẫu máy bu lông của Ken này. Thân máy bu lông Ken 2-in-1 chạy động cơ từ không than nhé. Đầu bu lông đa lăng này. Các bác là lắp được bu lông 1/2 và có lỗ lục giác ở giữa đây cắm đầu tô vít bán ốc vít. Và cái chân pin nó như này này. Khi mà các bác mua những cái thân máy này, các bác để ý cái chân pin cho em. Cái khoảng cách từ đây qua đây nó sẽ là 4 cm. Các bác là sử dụng cho những cái quả pin châu 10 cell như thế này. Đấy. Máy Ken, nhưng mà tất cả những cái này là từ Ken này cho đến Daiwatt, cho đến Hitachi và Makita, các bác đều dùng chung pin chung sạc cho nhau được hết nhá. Đấy, những bác nào mà đã sử dụng máy 2-in-1 rồi, bu lông 2-in-1 rồi, các bác có thể là mua thêm thân máy chuyên vít hoặc là thân máy 13 ly và dùng chung quả pin quả sạc. Đấy, nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều tiền cho các bác. Đây là cái mẫu thân máy của bu lông Ken này. Đối với cái sản phẩm này, bên em sẽ thanh lý cho các bác giá là 450.000 đồng nhá. Đấy, 450.000 đồng là bên em sẽ bao phí vận chuyển về tận nơi cho các bác. Đấy, các bác có thể lắp được cho quả pin Makita này. Đấy, để em cho máy chạy thử để các bác cùng tham khảo này. Cái này các bác điều chỉnh được 2 lít chế độ nha. Và đảo chiều qua là có chế độ tự ngắt để tránh bị đứt ốc này. Đấy, đây các bác điều chỉnh ở đây. Đây là thân của bu lông Ken. Các bác có thể là dùng cho pin của Makita hoặc là pin của Hitachi cũng vẫn được nhá. Đây, bác cũng vẫn được nha các bác nhá. Đây, để em lắp pin Hitachi cho các bác. Hoặc là kể cả các bác lắp cho cái quả pin của Daiwatt đây cũng được này. Đây, cái quả pin của Daiwatt đây nha các bác nhá. Đấy. Tất cả đều lắp vào chạy vẫn hoạt động bình thường ok nhá. Đây, cái thân này là 450.000 này các bác này. Bu lông 2-in-1 của Ken. Còn đây là thân của bu lông Makita này. Đây là Makita nhá các bác nhá. Hàng Makita loại 1. Đây, em sẽ lắp thử cho các bác cái quả pin của Daiwatt này. Các bác có lắp pin Makita hay là Daiwatt hay là Hitachi hay là Ken là nó vẫn chạy được. Đấy, nó vẫn lùng xung với nhau hết. Có đảo chiều này. Đèn led soi sáng đầy đủ này. Đầu bu lông 2-in-1 này. Đấy, đầu 1/2. Và có lỗ lục giác ở giữa để cắm vít nha các bác nhé. Cái này thì là hàng bu lông của Makita loại 1. Các bác điều chỉnh được 3 lít chế độ này. Đấy. Với cái thân máy này thì là 500.000 nha các bác. Đấy, thân của bu lông Makita này là 500.000 đồng. Đây, 500.000 đồng. Và em cũng thông báo với các bác là các bác mua thân máy nhá, thì là cái giá này là các bác chỉ có một cái thân máy như này thôi. Ngoài ra không kèm theo pin, theo sạc hay là hộp đựng hay là bất kể một cái phụ kiện gì khác nhá. Đấy, giá này là em báo cho các bác, là em thanh lý cho các bác là chỉ có cái thân máy này thôi. Còn bác nào mà chưa có pin, có sạc thì các bác có thể là thông báo bên em để mua thêm quả pin cái sạc. Đấy, còn bác nào mà có pin sạc rồi thì các bác mua cái thân máy giá nó rất là rẻ như thế này.
Còn bác nào mà có nhu cầu về cái thân chuyên vít nhá, đây để em giới thiệu cho các bác cái thân chuyên vít này. Đây là cái thân chuyên vít, là cái đầu gài. Các bác dự vít nó sẽ rất là chắc nhá. Máy động cơ từ không than này. Đây để em lắp cái quả pin của Daibat này cho các bác xem cái tốc độ bằng quay. Cái này nó cũng là hàng chuyên vít loại 1. Đấy, các bác điều chỉnh với 3 nút chế độ nhá. Máy động cơ từ không than này, đảo chiều này, đèn nét soi sáng đầy đủ này, điều tốc ở công tắc đây. Đấy. Tất cả các bác đều được tốc độ công tắc này. Bấm nhẹ máy chạy chậm này, bấm sâu bấm mạnh thì máy lại càng chạy nhanh. Với cái thân của máy chuyên vít Makita này nhá, thì em sẽ thanh lý cho các bác giá là 500.000 đồng nha. 500.000 đồng bên em sẽ miễn phí vận chuyển trên toàn quốc về tận nơi cho các bác. Các bác được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận hàng và thanh toán tiền. Thì cái này nó sẽ có búa nhá. Những cái mẫu này là nó đều là có búa tự động, là các bác kể cả các bác dùng mũi khoan đa lăng mà chui lục giác các bác cắm trực tiếp vào đây các bác vẫn có thể khoan tường được nhá. Làm việc gì cũng đều được hết. Thì đây là cái mẫu máy của 13 ly này, máy 3 chức lăng này. Đây, chức lăng bắn vít này. Đây. Đây là chức lăng bắn vít này. Khoan sắt khoan gỗ này, búa để khoan tường này. Con này nó sẽ có 20 cấp độ trượt và đầu auto lock tự siết 13 ly, đầu kim loại. Các bác lắp được mũi khoan 13 ly đổ lại. Để em sẽ lắp quả bi này chạy thử cho các bác cùng tham khảo về tốc độ bằng tay của nó. Hàng loại 1 này, có đèn báo bi này, đảo chiều này. Nút chỉ nhanh chậm ở trên lưng như này. Đấy. Với máy 3 chức lăng này là các bác vừa bắn tháo mở ốc vít rồi khoan sắt khoan gỗ, có chức lăng búa để hỗ trợ khoan tường. Với cái thân máy này bên em sẽ thanh lý cho các bác giá là 650.000 đồng các bác nhé. 650.000 đồng bên em miễn phí vận chuyển toàn quốc. Đấy, các bác dùng cho cái pin Daibat này cũng được này, hoặc là các bác dùng cho pin Hitachi là vẫn được. Đấy, đây. Lắp pin nào cũng vẫn hoạt động bình thường. Ok các bác nhé. Rồi, em đã giới thiệu chi tiết cho các bác về tất cả các mẫu và báo giá đầy đủ rồi. Bác nào có nhu cầu quan tâm về cái mẫu nào thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới bên em. Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau.